Xin kính chào quý vị và các bạn, quý vị và các bạn đang cùng chúng tôi điểm lại những sự kiện đại diễn ra trong tuần qua trên địa bàn tỉnh Quảng trị. Thưa quý vị và các bạn, nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải, nhà lãnh đạo được nhân dân, bạn bè quốc tế yêu mến và kính trọng, đã qua đời. Trong tuần qua, tại Hội trường thống nhất Thành phố Hồ Chí Minh, Ban chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức trọng thể lễ viếng đồng chí Phan Văn Khải đoàn đại biểu lãnh đạo tỉnh Quảng Trị gồm đồng chí Nguyễn Văn Hùng, ủy viên Trung ương Đảng, bí thư tỉnh ủy, chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Hà Sĩ Đông, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tham dự lễ viếng. Trong không khí thành kính và trang nghiêm, lãnh đạo Đảng và nhà nước và các tầng lớp nhân dân đã dâng hương bày tỏ lòng tiếc thương đối với nguyên thủ tướng Phan Văn Khải vì lãnh đạo có nhiều đóng góp cho sự phát triển đất nước. Hơn 70 năm hoạt động cách mạng, Đồng chí Phan Văn Khải đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao vàng, Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng và nhiều huân huy chương cao quý khác của Việt Nam và quốc tế. Tham dự lễ viếng, đoàn đại biểu lãnh đạo tỉnh Quảng Trị do đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh dẫn đầu, đã bày tỏ lòng biết ơn trước những công hiến to lớn của nguyên Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải, nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Đồng chí mất đi là một tổn thất lớn đối với đảng nhà nước và nhân dân ta để lại niềm tiếc thương sâu sắc đối với cán bộ đảng viên nhân dân cả nước trong đó có cán bộ đảng viên và nhân dân tỉnh quảng trị Tuần qua, đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đã chủ trì buổi làm việc của Ban Thường vụ Tỉnh ủy với Ban Thường vụ huyện ủy Triều Phong về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2017 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2018, cho chủ trương tổ chức các hoạt động kỷ niệm 460 năm Chúa Nguyễn Hoàng dương nghiệp trên đất Triều Phong, 1558-2018. Sau khi nghe báo cáo và ý kiến của các đại biểu tham dự tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đã đồng tình với đánh giá tin hình thực hiện nhiệm vụ của huyện Châu Phong. Tuy nhiên, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đã chỉ ra những điểm nghẽn cần được thảo gỡ để lan tỏa tinh thần và khát vọng cống hiến trong đội ngũ cán bộ, lãnh đạo để tạo ra bước chuyển biến mạnh mẽ hơn trong phát triển kinh tế xã hội của huyện. Đồng chí đề nghị trên cơ sở chủ đề của tỉnh và của huyện, huyện Triều Phong cần tính toán để thực hiện ba nội hàm chủ đề năm của tỉnh ủy, ban dân vận tỉnh ủy và của huyện để tập trung nhiều hơn nữa công tác xây dựng đảng, đồng thời phải chủ động để xây dựng chương trình hành động, triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6 và sắp tới là Hội nghị Trung ương 7, nhất là các nghị quyết liên quan đến công tác cán bộ. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy cũng yêu cầu huyện Triều Phong đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, tập trung thực hiện cho được các việc ký kết trách nhiệm giữa ban thường vụ huyện ủy với các phòng ban và các xã. Riêng việc tổ chức kỷ niệm 460 năm Chúa Nguyễn Hoàng dường nghiệp trên đất Tiêu Phong, huyện cần phối hợp với ngành văn hóa thể thao và du lịch và ủy ban nhân dân tỉnh trình bộ văn hóa thể thao và du lịch xếp hàng di tích. Sau khi có xếp hàng, huyện tổ chức một sự kiện phù hợp với quy mô và đúng quy định của pháp luật những kết quả mà đoàn thanh niên đạt được ngày hôm nay có sự đóng góp quan trọng từ những cán bộ đoàn tâm huyết và sự nỗ lực phấn đấu của lực lượng đoàn viên thanh niên. Để ghi nhận biểu dương những đóng góp đó, trong tuần ban thường vụ tỉnh đoàn Quảng Trị đã tổ chức trao giải thưởng gương mặt trẻ tiêu biểu tỉnh Quảng Trị năm 2017 và ngày đoàn viên cấp tỉnh từ giới thiệu của các cấp bộ đoàn trong toàn tỉnh, Ban Thường vụ tỉnh đoàn đã tổ chức xét và chọn ra 30 gương mặt tiêu biểu năm 2017 trong tổng số 120.000 đoàn viên thanh niên trong toàn tỉnh để tuyên dương khen thưởng lần này. Đồng chí Phạm Đức Châu, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, hoan nghênh Ban Thường vụ tỉnh đoàn đã có sáng kiến này và chúc mừng khen người 30 gương mặt trẻ tiêu biểu được tuyên dương. Để công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi ngày càng phát triển vững mạnh, toàn diện, đồng chí mong muốn các cấp bộ đoàn và đoàn viên thanh niên tiếp tục thực hiện tốt các nội dung như cụ thể hóa các nội dung của nghị quyết đại hội đoàn các cấp bám sát thực tiễn nhiệm vụ chính trị và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương đơn vị để xây dựng chương trình kế hoạch hành động phù hợp góp phần tích cực vào phát triển kinh tế xã hội quốc phòng an ninh của tỉnh đồng chí cũng đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc, các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo, phối hợp và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho tổ chức đoàn triển khai và thực hiện có hiệu quả các hoạt động, các phong trào thi đua trên các lĩnh vực, các địa bàn, đặc biệt là vùng khó khăn, các lĩnh vực quan trọng cần đến vai trò xung kích của tuổi trẻ. Việc phát động hưởng ứng năm doanh nghiệp Quảng Trị 2018 là một việc làm rất ý nghĩa nhằm tiếp tục thực hiện nghị quyết số 35 và nghị quyết số 19 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020, tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Đây là sự kiện đảng chủ ý diễn ra trong tuần qua do Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức phát biểu tại lễ phát động khẳng định vai trò vị trí của cộng đồng doanh nghiệp đối với sự phát triển kinh tế xã hội chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh nguyễn đức chính khẳng định để hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp ngày càng phát triển phải thay đổi tư duy trong cách nhìn nhận doanh nghiệp chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các sở ban ngành các địa phương phải tiếp tục đồng hành và hỗ trợ phục vụ doanh nghiệp thay đổi thái độ làm việc để phục vụ doanh nghiệp Xem doanh nghiệp là đối tượng phục vụ theo tinh thần ba đồng hành với doanh nghiệp, đảm bảo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, an toàn là nhiệm vụ trọng tâm. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh mong muốn các doanh nghiệp nghiên cứu kỹ các quy định của pháp luật để thực hiện việc kinh doanh, men dàn phản ánh những hành vi rất nhiều, quan tâm đầu tư đổi mới công nghệ vào sản xuất để nâng cao chất lượng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh. Nhân dịp này, tập thể cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy cơ sở trực thuộc đã ký cam kết trách nhiệm với Ban Thường vụ Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh trong việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra trong năm 2018. Quý vị và các bạn vừa cùng chúng tôi điểm lại những sự kiện đáng chú ý đã diễn ra trong tuần qua. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.